Vâng, thưa quý vị, sau khi nhận được nhiều ý kiến tranh cãi và rất nhiều những ý kiến trái chiều thì trong sáng nay mùng 7 tháng 2, UBND thành phố Hải Phòng đã ra thông báo bãi bỏ quy định công dân ra vào thành phố dịp Tết phải xuất trình giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường và thị trấn. Vâng, theo đó thì người dân từ các địa phương khác về tới địa phương ở tại Hải Phòng thì sẽ phải khai báo y tế giống như là cách làm của các địa phương khác. Sáng ngày 7 tháng 2, ông Phạm Hưng Hùng, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thông báo trên áp dụng cho tất cả các công dân trong và ngoài thành phố. Và cũng theo Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, khi qua các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ ra vào thành phố, mọi người vẫn bắt buộc phải khai báo y tế, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Mọi người có quyền đi lại bình thường giữa các tỉnh thành phố, bao gồm Hải Dương và Quảng Ninh, nhưng phải thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19. Vâng, trước đó thì từ 12 giờ ngày 6 tháng 2 thì thành phố Hải Phòng đã ra một văn bản yêu cầu người dân ra vào thành phố thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường và nêu rõ cả lý do cũng như là lịch trình nữa. Vâng, và sau khi văn bản này được đưa ra và nhận được những phản ứng từ phía dư luận, Hải Phòng đã điều chỉnh một bước theo hướng là công nhân, lao động tự do và những người ở tỉnh khác khi ra khỏi thành phố Hải Phòng không cần xin giấy xác nhận của chính quyền và không cần phải khai báo y tế.